Cảm ơn quý vị trở lại cho phần thứ nhì của Điểm tin trong tuần với Nguyễn Khắc Hành và Lê Bích Trâm. Tiếp nối với bản tin Việt Nam, thưa quý vị, Việt Nam vẫn nhập siêu kinh khủng từ Trung Quốc. Vâng, một báo cáo vào tháng 5 năm nay 2018 của Bộ Tài chính Việt Nam cho biết là trong thời gian gần 6 năm qua, Việt Nam đã chi hơn 250 tỷ đô la để nhập hàng từ Trung Quốc qua nhiều cửa ngõ khác nhau. Nhưng ngược lại thì Việt Nam chỉ xuất cảng trị giá hơn 100 tỷ đô la. Điều này dẫn đến thâm hụt thương mại nặng gần 150 tỷ đô la giữa Việt Nam với Trung Quốc trong 6 năm qua. Bình quân là khoảng 25 tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, nếu tính cả con số 20 tỷ đô la nhập lậu mà không ai biết được tuồn vào theo con đường nào và bị biến hóa ra sao, thì tổng giá trị nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc có những năm nó còn lên đến khoảng 50 tỷ đô la mỗi năm. Và hàng hóa nhập của Trung Quốc vào Việt Nam chủ yếu là những máy móc và nguyên liệu, những đồ phụ tùng dùng để mà sản xuất. Việt Nam dùng để sản xuất những cái sản phẩm xuất cảng chủ lực của Việt Nam như là dệt may, giày dép, máy vi tính và sản phẩm điện tử các loại. Và Việt Nam cũng nhập hàng nông thủy sản của Trung Quốc, bao gồm cả gạo, trái cây tươi, rau quả vân vân. Một số loại rau quả trái cây Trung Quốc bị người tiêu dùng ở bên Trung Quốc quay lưng, nên thường lập lờ gắn mác hàng Việt để mà tuồn qua bên thị trường Việt, cũng như là những trang bị máy móc cũ của Trung Quốc đã bị loại ra ở bên đó cũng vậy, đem qua Việt Nam, dán nhãn Việt Nam rồi bán lại. Thì điều này có nghĩa, thưa quý vị, hiện nay thị trường Việt Nam gọi là một cái thùng rác của Trung Quốc. Việt Nam trở thành một kho hàng lớn của những hàng hóa dư thừa, những hàng độc, hàng dở của Trung Quốc, hay là một cái nơi tạm nhập hàng, hay là những cái nơi để cấp giấy xuất xứ để mà xuất cảng qua Mỹ, qua Âu Châu để mà tránh né bớt thuế quan và sự bảo vệ mậu dịch của Hoa Kỳ. Thì một nghiên cứu của trung tâm WTO cũng cho thấy các nhà thầu Trung Quốc là tổng thầu của 77 trên 106 dự án lớn trong các lĩnh vực trọng yếu của Việt Nam như hạ tầng cơ sở, nhiệt điện. Thì đây là những cái dự án lớn ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả nước. Nhưng mà do nhà thầu Trung Quốc thực hiện cho nên một phần đáng kể các hoạt động của nền kinh tế Việt Nam coi như là phụ thuộc vào năng lực và phẩm chất và hiệu quả từ các hoạt động của nhà thầu Trung Quốc. Và phần lớn các dự án sử dụng máy móc, nguyên liệu nhập từ Trung Quốc thì càng khiến cho tình trạng nhập siêu và lệ thuộc của Việt Nam từ Trung Quốc nó thêm trầm trọng. Nhiều nhà máy sau khi đi vào vận hành thì gặp trục trặc, thời gian sửa chữa, bảo dưỡng kéo dài, vân vân. Thì thưa quý vị và thưa anh Khắc Hành, chúng ta nhớ là ngay sau khi xảy ra vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào giữa năm 2014, thì giới chuyên gia kinh tế Việt Nam lúc đó mới bắt đầu giật mình và phải bàn luận đến câu hỏi là kinh tế Việt Nam sẽ sống sót được bao lâu nếu mà không có nhập từ Trung Quốc. Thì trả lời câu hỏi này là lời tường thuật, phải nói là rất rất là thành thật của nhiều doanh nghiệp của ngành dệt may Việt Nam. Đó là nếu như không được nhập nguyên vật liệu từ Trung Quốc thì nhà máy của họ chỉ tồn tại được có vài ba tháng. Thì chúng ta thấy là thói quen phụ thuộc nhập cảng từ Trung Quốc của Việt Nam đã không chỉ cột chặt giới doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, mà còn xiềng xích những cái viên chức mà quen tham nhũng, quen thói nhũng nhiễu của Việt Nam, tức là những người mà có thẩm quyền ký hạn ngạch nhập hàng từ Trung Quốc. Chúng ta biết, thưa quý vị, thưa anh, là kinh tế cũng là chính trị. Thì chúng ta nhớ việc là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi đầu 2017 có qua thăm bên Trung Quốc, và vào ngày 12 tháng 1 2017 đã đặt bút ký 15 cái viện văn kiện về hợp tác trong đủ mọi lĩnh vực, mà trong đó có hợp tác kinh tế, để mà hỗ trợ cho dự án đầy tham vọng Một vành đai một con đường của Tập Cận Bình. Qua đó thì 7 tỉnh phía Bắc và 20 cửa khẩu của Việt Nam sẽ hoạt động tất bật hơn để mà đón lượng hàng hóa khổng lồ từ Trung Quốc. Và trong thời gian tới thì việc thanh toán xuất nhập cảng của Trung Quốc với Việt Nam có thể là sẽ diễn ra bằng đồng nhân dân tệ thay vì đồng đô la. Và 15 văn kiện đó thì không có chỉ khiến cho sự ràng buộc và lệ thuộc của kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc nó trở nên nghiêm trọng hơn, mà còn bao gồm những cái thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ cao cấp giữa hai đảng, Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc, cũng như là thỏa thuận về hợp tác an ninh quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho đến 2025. Thì qua nội dung của 15 cái thỏa thuận đó thì giới phân tích cho là hai chữ hợp tác phải hiểu là lệ thuộc, và thực chất thì đây là những văn kiện mà người ta gọi là văn kiện bán nước do Trung Cộng đã soạn sẵn. Nguyễn Phú Trọng qua bên đó là chỉ có đặt bút ký thôi. Thì thưa anh và thưa quý vị, là sau
30 năm gọi là đổi mới nửa vời, vẫn là kinh tế thị trường, mặc dù là kinh tế thị trường nhưng mà vẫn có cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa, thì có thể nói là kinh tế của Việt Nam vẫn còn rất là nhiều lệch lạc. Hệ thống ngân hàng vẫn còn là lĩnh vực mà nhiều bị lạm dụng nhiều nhất. Bộ máy công quyền thì quá tệ hại, quá cồng kềnh và nhiều trùng lập. Cho nên phải nói là cái bệnh tình của kinh tế Việt Nam không hết mà còn tệ hại hơn. Và nay thì coi như là hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc. Như vậy thưa anh, câu hỏi đặt ra là tương lai Việt Nam làm sao có thể thoát chung cho được khi mà nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam đưa vào lệ thuộc Trung Quốc. Và nếu như người dân Việt Nam mà muốn có sự thay đổi về kinh tế thì phải làm sao thưa anh? Cái nhiều nhà phân tích kinh tế người ta nói rất là hay. Người ta phân tích, người ta ví von cái nền kinh tế của một quốc gia, dù quốc gia nào cũng vậy, nó cũng giống như là một cái cỗ xe song mã đó. Nó được kéo bởi hai con ngựa. Con ngựa thứ nhất mà người ta gọi là kinh tế nội địa, và con ngựa thứ hai là kinh tế đối ngoại. Vâng, thì có lẽ là phải cả hai cái con ngựa này nó phải gọi là có sức mạnh song song với nhau, hoặc là ít nhất cái nội địa, cái con ngựa kinh tế nội địa nó phải mạnh thì là cái nền kinh tế của quốc gia nó mới lành mạnh được. Trong khi đó thì cái nền kinh tế của Việt Nam chúng ta thấy năm nào nó cũng báo cáo là có một cái sự tăng trưởng là ít ra 6%. Học là 6,7%. Thì thứ nhất là người ta không biết là cái con số này đó, thì chính quyền của Cộng sản Việt Nam đã báo cáo trong đó nó có bao nhiêu phần trăm sự thực. Thế nhưng mà cho dù là những cái con số báo cáo tăng trưởng kinh tế này là sự thực đó, thì nó vẫn chưa đủ. Bởi vì người ta tính rằng là với một cái quốc gia, một nền kinh tế mà quốc gia gọi là phát triển đó, là vững mạnh đó, thì nó phải đòi hỏi là hai con số trở lên. Thế mà trong khi đó thì cái nền kinh tế của Việt Nam, hay mình gọi là cái cỗ xe song mã của Việt Nam, thì là cái con ngựa mạnh là cái con ngựa mà kinh tế đối ngoại, tức là đầu tư nước ngoài nó càng ngày nó càng mạnh, nó mới tạo ra gần hết cái con số tăng trưởng đó. Trong khi cái con ngựa kia, tức là con ngựa mà kinh tế đối nội thì nội địa, kinh tế của nội địa thì nó rất là gầy còm, ốm yếu. Và nếu nó càng đi, người ta nói rằng nếu mà cái cỗ xe song mã kinh tế của Việt Nam mà càng chạy xa thì cái con ngựa nội địa nó càng ngày nó càng héo mòn và nó càng chết đi. Mà chúng ta cũng phải thấy rằng là trong cái con số nhập siêu của Việt Nam đối với nhiều nước ngoài, không phải chỉ có Trung Quốc. Nếu như mà con số nhập siêu của Việt Nam đối với Trung Quốc mỗi năm là coi như là 25 tỷ. Thì chúng ta phải nhớ rằng là Việt Nam cũng có con số nhập siêu với lại Đại Hàn mỗi năm là 31 tỷ chứ, còn nhiều hơn là của Trung Quốc nữa. Thế nhưng mà nó có một cái sự khác biệt lớn là hàng của Đại Hàn mà vào Việt Nam toàn là những cái hàng mình nói là nó xịn không? Tốt không? Trong khi đó ngược lại thì cái hàng mà của Trung Quốc nhập vào Việt Nam bằng mọi ngõ ngách, bằng mọi cái cửa coi như là bất hợp pháp hay hợp pháp, nó toàn là những cái thứ mà người ta toàn thế giới người ta chê bỏ, toàn là độc, hàng nhái, hàng độc, hàng toàn những hàng mà vừa tự gọi người ta nói là như toàn là cái thứ vứt đi cả. Và bởi vì cái tình trạng nó xảy ra được là bởi vì người ta thấy rằng là trong hàng ngũ doanh nhân của ngoại quốc mà vào Việt Nam thì doanh nhân tàu là chịu chi nhất. Chi đây là chi một cách bất hợp pháp hay là đút lót, là hối lộ. Chúng ta thấy rằng đối với những cái nước mà có cái luật pháp nghiêm chỉnh như là nước Nam Hàn hay Nhật Bản hay các nước Tây Phương, thì cái chuyện mà một công ty đi hối lộ quan chức nước ngoài để mà làm ăn kinh tế là cái điều quá cấm kỵ, và nếu mà bị phát giác nó phạt rất là nặng. Thì ngược lại doanh nhân của Trung Quốc tha hồ muốn đút lót kiểu nào cũng được, và cái điều này nó lại phù hợp với cái chuyện mà lãnh đạo của Việt Nam sẵn sàng là nhận hối lộ để mà tạo đi những điều kiện thuận lợi cho doanh nhân Trung Quốc. Thì từ đó trở đi chúng ta mới thấy những cái điều rất là vô lý trong cái lĩnh vực kinh tế nó cứ xảy ra hàng ngày. Chẳng hạn như là hàng thì độc hại nhưng mà cứ nhập ra ầm ầm, và từ đó đi đó. Họ cũng vì cái đồng tiền mà tham nhũng đó là Trung Quốc, những cái xí nghiệp của Trung Quốc họ nắm được hết, gần trúng thầu gần hết những cái công trình gọi là trọng điểm, và họ dành hết những cái gọi là những cái kỹ nghệ mà nó có thể nó gây ra cái áp chế
cho kinh tế của Việt Nam, chẳng hạn như Bích Trâm vừa mới nói đó, trong cái kỹ nghệ dệt may thì Trung Quốc người ta cung cấp nguyên vật liệu hết rồi, cung cấp mà Trung Quốc mà nó chấm dứt, nó không cung cấp nguyên vật liệu thì coi như nó cái ngành dệt may của Việt Nam chết ngắt trong vòng vài tháng. Thành ra chúng ta thấy là hiện bây giờ đó, người ta thấy một cái giải pháp cho Việt Nam thoát chung nó rất là dễ. Nếu mà muốn thoát chung thì muốn chịu là bớt ảnh hưởng kinh tế, chịu ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc thì bây giờ cứ giao thương với nhiều nước ngoài thì nó xong thôi. Thế nhưng mà khổ một cái là đây là cái vấn đề tham nhũng, nó không cho phép Việt Nam làm như vậy. Thành ra chẳng hạn như cái việc có gia nhập vào TPP, bây giờ có gia nhập vào kinh tế tự do mậu dịch châu Âu thì người ta vẫn nói rằng là không có cái chính sách kinh tế nào có thể là vượt thắng được cái chuyện tham nhũng cả. Chính tham nhũng nó làm hủy hoại tất cả mọi cái chính sách kinh tế của Việt Nam. Thành ra nếu muốn như mà có một cái nền gọi là kinh tế lành mạnh thì Việt Nam cần phải là chống tham nhũng thực sự. Cái chính quyền cộng sản Việt Nam cần phải thanh sạch thật sự. Đó là những cái điều kiện tiên quyết để làm cho bất kỳ một cái chính sách kinh tế nào của Việt Nam nó thành công.